Oh,
Đi rồi. Thì bố mẹ cháu đi đâu rồi mà để cháu về đây nhà lon thế này? Mẹ cháu không được đi đâu rồi. Thì bố cháu đâu? Bố cháu mất rồi. Bố cháu mất rồi á? Thế bây giờ cháu ở với ai? Cháu ở với một mình. Mình cái nhà cháu ở đâu? Kia. Kia? Ừ. Thế cháu ở một mình sao mà sống được? Thì cháu đi nhà lon thì bà lấy tiền nên tôi và nó nhịn ăn. Thế mà sống sao mà sống qua ngày được? Thế nhà chỗ ở đâu đưa cô đi chứ nào? Thank you.
Thế mà cháu đi đâu? Mẹ cháu bảo đi làm cho chú ra cháu thấy về. Thế cô cũng ở một mình hay là cháu đi ở cùng cô nhé? Không, cháu ở đây cháu đợi mẹ cháu. Đợi mẹ cháu á? Vâng. Đợi mẹ cháu khi nào có thể? Thế là cháu đi ở cùng cô đi, khi nào mẹ cháu về cháu hay về đây ở? Không, cháu ở đây đợi mẹ cháu rồi. Đợi đợi mẹ á? Vâng. Đợi đến khi nào mình mới về? Cô cũng ở một mình mà. Đi ở cùng cô đi. Không, cháu ở đây đợi mẹ cháu rồi. Cháu muốn đợi mẹ cháu rồi. Cô ở mình cô cũng buồn lắm, hay đi ở vợ cùng cô đi nhé. Không, cháu ở đây đợi mẹ cháu thôi. Thế cháu không ở cùng cô thì không đi cùng cô thì cô đi về nhé. Vâng. Hôm nào cô lại có thời gian cô lại về thăm cháu nhé. Vâng. Ở đây cẩn thận nhé. Vâng. Thế cô đi về đây nhé.
đi ngon lắm, cứ lấy một bó đi. Thank you.
Đây cô Hoàng tôi ở khi nào đói thì mở ra và để nước sôi xong mở tan nhá, ra sống nhá. Đây cô chuẩn bị thế đây. Nếu khi nào có thì bảo cô nhé. Thank you.
không? Đổ đi tiếp đi.
Oh, thank you.
trên nhà. Nó ở đây. Có lưới ạ? Có.